Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2020, thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư câu đối gỗ gụ. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị sự khác biệt giữa câu đối long hóa gỗ gụ, một phần là nguyên chữ nho và một phần là chúng tôi có dịch phụ đề phía dưới để cho quý vị biết được. Cùng một mẫu câu đối nhưng mà chúng tôi có làm là một bên phụ đề và một bên là không. Đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Nga Sơn, Thanh Hóa, thì chúng tôi cũng vừa mới xong mộc, thì chúng tôi có quay lại video clip để báo cáo với khách hàng đã đặt hàng là đơn của bác đã xong rồi. Thì chúng tôi sẽ đi vào quy trình hoàn thiện từ 3 đến 5 ngày, thì chúng tôi sẽ bàn giao cho bác để đúng tiến độ bác hoàn thành nhà thờ. Thì chúng tôi sẽ quay chiếc cuốn thư trước. Chiếc cuốn thư này mang thông số kích thước là dài 1m97, chiều rộng là 97, dày là dày 5 phân liền khối, còn chưa kể phần chắp ghép bên trên. Chúng tôi làm hàng kỹ so với hàng trên thị trường thì chúng tôi làm kỹ hơn rất là nhiều, và kể cả kích thước chúng tôi cũng làm cao to dài rộng hơn. Chúng tôi làm rộng là 97 phân. Hàng trên thị trường là hàng chỉ có 87 phân thôi. Chúng tôi lúc nào cũng làm cao to hơn để đáp ứng nhu cầu hàng kỹ của quý khách trên thị trường. Đây còn gọi là cuốn thư long hóa mai hay còn gọi là cuốn thư mai điểu. Mẫu cuốn thư này chúng tôi cũng ra mẫu, vẽ mẫu và đưa những người thợ lành nghề chuyên đục hàng cao cấp. Thì đây chúng tôi lúc nãy chúng tôi cũng giới thiệu luôn là cùng một mẫu câu đối long hóa mai, nhưng một bên là có phụ đề và một bên không, thì quý vị có thể so sánh được. Chúng tôi bán là giá thành cũng bằng nhau. Chỉ có là quý vị nào thích dịch phụ đề thì chúng tôi sẽ làm phần chữ con ở phía dưới. Còn quý vị nào không thích thì có thể lấy mẫu trơn. Một bên câu đối là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh và một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và đầu trên chúng tôi đục long hóa mai và phía dưới cũng vậy. Gọi là câu đối long hóa đấy. Thì câu đối mang kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 5 phân. Thường thì chúng tôi làm dày 5 phân. Quý khách nào đặt thì chúng tôi sẽ làm 6 phân, 7 phân hoặc có thể là 8 phân, đấy là tùy quý khách yêu cầu. Chúng tôi nhận đặt và theo mẫu mã kích thước mà quý vị đưa ra. Thì quý vị nào muốn sở hữu những bộ cuốn thư câu đối như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi chuyên sản xuất đồ thờ, đồ gỗ mỹ nghệ tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bên cạnh những mẫu cuốn thư câu đối như này thì trong các clip trước chúng tôi cũng giới thiệu những mẫu hoành phi câu đối, thì quý vị có thể vào trang chủ để tham khảo thêm. Chúng tôi cũng có đề ở phía dưới phần mô tả rồi, quý vị có thể theo đường link đó để xem chi tiết hơn. Chúng tôi quay rất kỹ những đường nét đục chạm cũng như là thông số kích thước, chúng tôi báo chuẩn luôn để quý vị có thể tham khảo được so với các cơ sở đồ gỗ khác trên thị trường cũng đang làm. Chúng tôi lúc nào cũng làm cao to dài rộng hơn. Cuốn thư là rộng 19 rộng à, dài 1m97, rộng 97. Thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Bài hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.